Hello, tất cả các anh em nha. Hôm nay trạm xe nước Thi Mô Tô Thủ Đức giới thiệu cho mọi người những mẫu xe mới đây. Xe keng xe đẹp không nha anh em. Hôm nay có một chiếc xe cực kỳ lạ luôn. Có dịp review cho anh em. Xe này rất mới xuất hiện ở trên thị trường thôi. Đây là mẫu GBX GR2 Demon 200 GR đó. Một mẫu sport bike. Nhìn rất là wow nha anh em. Thiết kế rất là đẹp. Hodo mới có 300 cây thôi. Bánh rất là tròn nha. Lát hồi mình sẽ đi tham khảo một vòng xong xe những có gì. Khè chơi là cái đồng hồ quá trời trả luôn. Bự chập bánh lửa. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Mẫu xe rất là mới. Rồi, mở cái bên là mẫu CB150R nha. Honda CB150R biển số Sài Gòn nha. Odo mới khoảng 5k, giá là 221.800.000 đó, đăng ký 2020. Đây, xe quá đẹp. Đó, màu đen bạc. Ốc tán sáng trưng à, keng sao đen hết luôn. Rồi thì hôm nay clip này mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai mẫu xe này. Ok, bây giờ mình sẽ đi mẫu đầu tiên đi cho nó nóng, mẫu mới nhất hiện tại luôn. Đây là mẫu GBX Diamond 200 GR. Diamond GR 200 vậy mọi người. Giá biển số Sài Gòn, giá là 52.800.000, đăng ký 2021. Odo khoảng tầm 300 cây thôi. Cực kỳ keng đẹp luôn. Trời ơi, xe này có thiết kế rất là lạ nha mọi người, rất là đẹp luôn á. Cái hốc mũi lấy gió, không biết có lấy gió được không, có một cái họng mở ở đây như cái mọc cá heo gì đó. Một cái đèn led ha, gần đây đèn pha hai bên chỗ này, lát em sẽ nổ máy đèn ở bên, còn đây là cái dây led của nó. Nhìn cái vóc dáng giống như KTM vậy mọi người, nó như nó nhọn nhọn, nó gọn gọn á. Đây là ốc tán sáng trưng, khỏi phải chơi. Odo 300 cây thì quay tới đâu thì sướng tới đó. Chỉ giờ thiếu cái thùng ụp lại hay là giống như mua xe mới vỏ nè mọi người, tròn quay luôn, nhìn vỏ rất là chất lượng nha. Đó, bóng lưỡng nha. Xe siêu lướt, cực kỳ lướt. Anh em mua ra sẽ đỡ được mười mấy triệu ha, so với xe mới mà có biển liền anh em đi liền luôn. Ngoại hình không có gì phải bàn, keo trong còn dán nguyên con nè, cực kỳ đẹp luôn. Ốc tán thì sáng trưng, keng sạp đen hết, đi tới đâu rồi sướng tới đó thôi, quá trời đẹp luôn. Nói chung là không khác gì xe thùng nha mọi người. Đó, cực kỳ đẹp rồi. Không nói đâu mà không khác gì xe thùng. Đó, trời ơi cái đèn led solar. Quá trời đẹp luôn. Xe nhìn chất thiệt, cái bô khá là bự, to đùng. Đó. Có slip on luôn nha mọi người. Đó, anh em gắn bộ độ với làm cổ nhẹ lại chút hay là gá lên đi luôn. Vỏ sau to tròn. To tròn như quả trứng gà nè, ốc tán ghi nguyên luôn nè, chưa căng sên gì luôn nè, không dấu tích đồ còn đầy đủ nha, chưa đụng chạm nha mọi người. Đấy, mọi người coi có đèn led sau lưng nè, nó nhìn đã ghê không đó. Trời ơi, biển số Sài Gòn quá đẹp luôn. Cái đèn led nhìn chất lượng hay chứ, đỉnh thiệt sự. Chỉ gai rồi còn rõ nét luôn, không chất. Xe này thì anh em mua về là quá đã luôn, về đi liền khỏi phải chờ. Diamond GR 200R dòng sport 200cc. Đấy, ốc tán đồ quá đã luôn nha anh em, keng sà beng hết trơn.
ha, đời bà đặc biệt. Cái đồng hồ phần này nhìn giống KTM thật sự mọi người à, từ cái chản ba đồ các thứ kiểu ghi đông thấp nè, cái đuôi sao nó nhìn cái form nhìn giống KTM RC thật sự. Thì đây là cái đồng hồ rất là to, phải nói là cực kỳ to luôn à. Đó, bắt xin rồi đèn đuốc rồi cũng sáng lắm. Odo mới có 300 mấy chục cây thôi, nó hiện thông số đủ luôn à, xăng, nhiệt độ, tua máy à, rồi báo số, giờ giấc, đèn pha, ù quá trời dữ luôn. Cái đồng hồ to tổ mẹ, máy móc cực kỳ êm nha. Ê, quá đẹp, một hãng xe đến từ Thái Lan mà có thiết kế cực kỳ đẹp luôn, chất lượng thiệt sự. Upside down đó, đèn led nè, ngầu ghê chưa đó, quá đã luôn anh em, xe quá là ok luôn á đó. Đó, đầy đủ hai chìa ha, còn rất là đầy đủ. Ốp tán sáng trưng là ken xà beng không phải chơi. Thôi, đây là mẫu Gbiz Diamond GR200R, biển số Sài Gòn, Odo mới 300 cây thôi ha, 300 400 gì đó, giá là 52 triệu 800 ngàn à, đăng ký 2021 à, so với giá mới mua anh em sẽ tiết kiệm hơn được mười mấy triệu á à, anh em để dạy dành up CC cũng được. Đây xe này chỉ thiếu cái thùng thôi mà à, cực kỳ ngon luôn à. Rồi anh em mà có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em nha à. Quá đẹp luôn. Ok nha anh em. Rồi bây giờ em sẽ qua cái mẫu CB650R kia ha. Rồi thì tiếp tục bây giờ em sẽ review tiếp mẫu xe Honda CB650R ha. Biển số Sài Gòn à, ô độ 56.000 gì á, giá là 221 triệu 800.000, đăng ký 2020. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn. Vừa mới hết rô đai thôi mọi người ơi. Đó. Ốc tán thì ken xà beng hết. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi xung quanh. Phuộc upside down Showa to bự ha, dàn đèn tròn classic nè à, ây da thì bộ che két có sẵn luôn, những đồ chơi cơ sẵn rồi không, tuy phuộc còn đẹp, ốc tán ken xà beng, vỏ mát gieo lơ à, không mời dĩa thẳng nè, quá đẹp luôn. Màu bạc à, nhìn rất là sáng. Đấy. Khói động cơ 650 nhìn cực kỳ hầm hố luôn à. Quá sức luôn, quá sức đẹp luôn anh em. Ốc tán thì sáng trưng nè, ken xà beng hết luôn. Ốc tán là quá trời đẹp à, xe tụi em đã vệ sinh trong ngoài hết rồi, kỳ nét luôn nha, không ốc tán rồi là khỏi phải chơi. Ốc nè nhìn mê luôn, bô zin còn nghe chân nghe tách tách luôn đó, nghe tập tập luôn á. Ốc tán ốc cốt đẹp ghê không, sáng trưng nè, ken sao en hết, dễ thẳng nè à, không gợn không gì hết, đuôi zin còn, nói chung là xe nguyên bản, bô zin đuôi zin đầy đủ à. Mấy xe này thì không phải là thể loại đều để độ chế nên đa phần nó sẽ là dán zin còn rất là đầy đủ, anh em chỉ có thật lên cái bô hoặc là móc bô thôi à, những trang thiết bị đi kèm linh tinh đấy mà. Đây có sẵn bộ bèn nâng cho anh em luôn rồi, anh em có thể về tự vệ sinh cho mình đó. Đấy, nếu mà anh em nào có nhu cầu giao lưu trao đổi ha, các dòng xe à, tay ga hai bánh, xe côn tay, xe mô tô, xe gì cũng được ha, anh em cứ trực tiếp tới cửa hàng à, để tụi em định giá cho nó dễ, anh em mình thương thảo trực tiếp cho nó dễ à, em
không có nhận báo giá qua điện thoại được á. Anh em coi xe không đạt mất công trả giá qua lại mất lòng lắm. Không ốc tán mọi người thấy không? Ken sập ben hết luôn nè. Tuy phục sáng chân nè. Đó. Cặp gió Maxxiller đầy gai. Quá đẹp. Vừa đi cà phê được, vừa đi chơi được, vừa đi làm được, không? Rất là chạy cũng thoải mái nữa chứ. Cực kỳ thoải mái luôn, có dán bên dán bình xăng rồi nè. Hai bên chống trượt nữa nè. Công tắc Spirit Big để sẵn ha. Quá đẹp luôn. Bốn máy bồ dìn hú cực kỳ đã luôn đó, nghe rất là sướng tai nha mọi người. Máy móc quá trời em luôn, đèn led cực kỳ ngầu nữa nè. Led xít thì cũng hơi hướng xíu thôi. Bốn máy nghèo đã quá, quá đẹp anh em. Rồi, đây là mẫu Honda CB650R ha, biển xuất Sài Gòn. Giá là 221.800.000 đăng ký 2020. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em nha. Anh em có thể giao lưu trao đổi gì đó cũng có thể là alo luôn. Rồi mang xe tới trực tiếp cửa hàng để được định giá nha. Ngoài ra bên em còn rất là nhiều dòng xe khác đang có mặt tại cửa hàng. Anh em có thể tham khảo thêm ở trên website thimotothủdức.vn nha. Hơn 100 mẫu xe được cập nhật hàng ngày trên website đó. Rồi anh em mà có nhu cầu như thế nào thì cứ alo trực tiếp gặp em để em hỗ trợ tư vấn đầy đủ cho mọi người các thông tin nha. Ok, cảm ơn các anh em, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người mua qua những chiếc xe tươi đẹp hơn đó, đỉnh hơn nữa. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em nha. Bye bye. Xong rồi nha, thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn, đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe, cái đó mọi người tự kiểm chứng nha. Có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè, tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe đó. Đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây cái tiệm của em đây đó, thì mô tô Thủ Đức ok nha mọi người đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt đó. Em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người, thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có ba hình thức trả góp nè, trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu, cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi đó. Xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha, từ 100cc tới 1000cc. Đây xe quá trời nhiều luôn đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha, chỉ
xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người. Em giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này người kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu chành áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi.